Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai 25 tháng 2. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có nơi dưới 11 độ. Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ? Trung Quốc, tai nạn liên hoàn của hơn 100 ô tô trên đường cao tốc phủ tuyết. Thưa quý vị, hôm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong chiều tối và đêm ngày 23 tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15 đến 18 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc giảm xuống thấp còn từ 17 đến 20 độ. Riêng Sapa, Cao Bằng hay Lạng Sơn, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ, kèm theo mưa, độ ẩm cao khiến cảm giác càng thêm rét. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 18 đến 20 độ, ban ngày từ 21 đến 23 độ. Khác với những đợt rét khô trước trời nắng hanh, đợt rét này miền Bắc sẽ là rét ẩm, nhiều mây âm u, còn có mưa. Do đó, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau không nhiều. Mưa ẩm nên cảm giác rét duy trì cả ngày lẫn đêm. Không khí lạnh cuối mùa cũng ảnh hưởng khu vực Bắc miền Trung, gây mưa từ Thanh Hóa đến Đông Hà. Tuy nhiên, chỉ có Thanh Hóa và Vinh giảm còn mức lạnh, nhiệt độ không vượt quá 22 độ. Từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Trị, Huế, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Trái ngược với khu vực miền Bắc, thời tiết hôm nay tại Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài. Ngoài khu vực Đông Nam Bộ, có thêm Châu Đốc, Cao Lãnh, Cần Thơ của miền Tây nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ. Riêng huyện Đồng Phú 37 độ. Trên biển, phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Không khí Hà Nội hôm nay. Theo IQE, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 29 US AQI, chất lượng không khí ở mức tốt. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5. Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 1,4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai 25 tháng 2. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Thành phố Vinh, đôi lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Thành phố Huế, trời âm u không mưa, thỉnh thoảng có nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng, trời không mưa, nắng nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời ít nắng, sau đó chuyển nhiều mây, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thưa quý vị, không khí lạnh kết hợp với mưa tạo nên cảm giác giá rét hơn so với nhiệt độ thực tế. Sự thay đổi của thời tiết cũng khiến cho nhiều người bị ốm và mắc các bệnh về đường hô hấp hơn. Hiện nay thông tin được rất nhiều người quan tâm, đó là khi nào tình trạng mưa rét sẽ chấm dứt. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là đợt không khí lạnh cường độ yếu nên không duy trì lâu. Không khí lạnh sẽ hoạt động đến hết ngày mai 23 tháng 2, sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất là ngày 23 tháng 2 đến 24 tháng 2, ông Tuấn cho biết. Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới có mưa và mưa nhỏ rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ tai nạn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra. Đoạn video của đài truyền hình Trung Quốc CCTV và mạng xã hội cho thấy nhiều chiếc ô tô dồn lại một cách bừa bãi trên đường cao tốc. Trong đó, một chiếc xe bị đâm nghiêm trọng với kính và mảnh vụn có thể được nhìn thấy rải rác khắp nơi. Cụ thể, có 3 người bị thương và phải nhập viện, trong khi 6 người bị chấn thương nhẹ. Cảnh sát giao thông khu công nghiệp Tô Châu đưa tin trên tài khoản mạng xã hội WeChat của họ. Cảnh sát cho biết, giao thông đường bộ đã được khôi phục và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Trong vài tuần qua, phần lớn Trung Quốc phải hứng chịu đợt lạnh, bão tuyết và mưa băng. Trong tuần này, chính phủ đã nâng cao phản ứng khẩn cấp đối với nhiệt độ đóng băng và cũng bắt đầu một số kế hoạch về luồng giao thông, nguồn cung cấp và điện ở các tỉnh, thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, An Huy và Hồ Bắc, Tân Hoa Xã đưa tin. Cơ quan khí tượng Trung Quốc duy trì cảnh báo cao độ về tình trạng đóng băng và nhiệt độ thấp ở một số khu vực miền Trung và miền Nam.
Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai 25 tháng 2. Tại Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Bắc có nơi dưới 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 25 tháng 2. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!